chị Tuyết vừa mới khai trương cửa hàng trà sữa Tuyết Như, rất thành công tại số 30 Trinh Đình Thảo, Suối Đá, Dương Minh Châu, thành phố Tây Ninh. Mô hình trà sữa kết hợp mì cay và các món ăn vặt chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt đối với thực khách, nhất là giới trẻ. Bên cạnh đó, mì cay và những món ăn nhanh được xem là giải pháp kết hợp để kinh doanh tốt cho các quán trà sữa hiện nay. Để kinh doanh thành công mô hình này, cần có bí quyết kinh doanh riêng. Chị Tuyết đã tìm đến trường Nespace để học bí quyết nấu trà sữa, mì cay và các món ăn vặt như gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, do thầy Nguyễn Phúc Y, hiệu trưởng trường Nespace trực tiếp giảng dạy. Về món mì cay thì phải nói là cái món mì cay là món mà nó được giới trẻ yêu thích. Và những cái năm trước đây á, thì món mì cay nó rất là hot, tức là rất nhiều quán kinh doanh cái mì cay. Tuy nhiên thì cái cách nấu á, mì cay thì chưa có nhiều quán chưa làm chuẩn, các bạn chưa làm chuẩn. Hiện nay những cái quán mà làm mì cay tương đối chuẩn á, thì là khá nổi tiếng và vẫn thành công. Dù như mì cay Naga hay là Sashin. Thấy cái mì cây cũng là cái món là có thể không những là mở kinh doanh riêng cái mô hình này và có thể kết hợp với những mô hình trà sữa, giúp cho các bạn thoát khỏi cái ảnh hưởng mà cái thoái trào của cái mô hình trà sữa. Thì ngoài cái mì cây nó còn có những cái thức ăn như ví dụ như gà rán, đó là cái món mà phải nói là có thể là giúp cho bạn khởi nghiệp được tốt, có thể mở một cái quán gà rán nhỏ. Và khi mình học cái bí quyết kinh doanh gà rán thì sẽ làm được những món gà rán ngon, tươi ngon đó, và có thể kết hợp vào trong quán trà sữa cũng là cái mô hình hay đó. Và thầy khuyên là các bạn nên là học cái đưa những cái thức ăn nhanh, những món ăn vặt đưa vào kết hợp quán nước, quán trà, cà phê, thì các bạn sẽ có khả năng kinh doanh và thu hút khách hàng, có khả năng cạnh tranh tốt hơn. Trong gà rán kết hợp là gà đùi gà, cánh gà, sụn gà, gà viên, có thể là có cái khoai tây chiên, xúc xích chiên, đó là những món mà có thể là kết hợp trong cái những mô hình thức ăn thức uống đó, quán trà sữa, quán cà phê.
Chị Tuyết kể, lượng khách đến cửa hàng mỗi ngày rất đông, họ hết mực khen ngợi thức uống và các món mì cay, cũng như thức ăn vặt mà do chính tay chị làm ra. Những bí quyết chị đã học và được áp dụng rất đặc sắc,